Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sáng tỏ tin đồn hẹn hò của Jisoo Blackpink và Son Heung-min, vòng tay của nhà trai có ý nghĩa tình bạn. Những ngày vừa qua, tin đồn hẹn hò của cầu thủ Son Heung-min và Jisoo Blackpink lại một lần nữa ồn ào trên mạng xã hội. Bằng chứng cho thấy cả hai sử dụng vòng tay gần giống nhau được cho là đồ đôi. Bên cạnh đó, truyền thông cũng cho biết Son Heung-min đã trở về Hàn Quốc từ Paris, trùng lịch trình với Jisoo cũng có mặt tại Paris để tham dự tuần lễ thời trang. Tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao hàng đầu đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng cặp đôi trai tài gái sắc sẽ thực sự hẹn hò ngoài đời. Và đến sáng ngày 9 tháng 10, SBS News đã lên tiếng làm rõ về vấn đề này. Theo đó, vòng tay của Son Heung-min là vòng tay tình bạn giữa các cầu thủ. Còn chiếc vòng tay của Jisoo là do nhà sáng lập hãng trang sức Tiff & Hay, bà Francesca Amifit-Theatrop đích thân tặng. Được biết, Jisoo là người đầu tiên sở hữu mẫu vòng tay này. Ngoài ra, việc Jisoo tới sân vận động London để xem trận đấu bóng đá Premier League của Tottenham Hotspur là nơi Son Heung-min đá chính là bởi vì make-up của cô là fan cứng của cầu thủ này. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Jisoo cũng từng thẳng thắn trả lời về tin đồn hẹn hò với Son Heung-min. Chúng tôi thậm chí còn không thân quen. Rộ tin đồn Lisa sẽ tham dự show diễn của Celine tại Nice, Pháp. Các fan nhà YG hiện đang chỉ trích gay gắt công ty vì không cho Lisa tham dự các sự kiện hoặc show diễn của hãng trang sức cô nàng làm đại diện. Mới đây thì netizen đã tìm ra một bằng chứng quan trọng khác, đó là hình ảnh sự kiện show diễn của Celine tại Nice, Pháp. Qua những hình ảnh rò rỉ mà một số netizen ghi lại được, có thể thấy Celine vừa tổ chức một sự kiện khá lớn tại Nice. Đến hiện tại vẫn chưa rõ rằng đây là một chiến dịch quảng cáo mới hay show diễn bộ sưu tập mới. Tuy nhiên thì đối chiếu với sự trùng hợp khi Lisa cũng vừa bay sang Paris mà không hề công bố lịch trình. Cũng không công bố sự kiện cô nàng sẽ tham dự nên nhiều khả năng cô cũng tham dự sự kiện này của hãng. Ngoài ra theo những bức hình ghi nhận tại sân bay trước khi Lisa sang Pháp, dân tình phát hiện ra rằng cô mang đến tận 6 chiếc vali cỡ đại. Điều này phần nào cho thấy rằng Lisa đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho chuyến đi lần này. Và trong những ngày vừa qua, nhiều fan cũng chụp lại được hình ảnh Lisa tạo dáng tại Nice. Bên cạnh đó thì DJ Snake cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn Lisa sang Pháp để thực hiện dự án âm nhạc mới cùng anh. Tuy nhiên đây mới chỉ là phỏng đoán mà thôi, thực hư thế nào chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.